hệ thống y tế Medlatech tuyển dụng tổng đài viên với mức thu nhập lên tới 18 triệu đồng trên một tháng. Cơ hội việc làm với mức lương cao, chế độ tốt, ứng viên trúng tuyển sẽ đi làm ngay trong tháng 2. Để biết thêm thông tin chi tiết về vị trí tổng đài viên, ứng viên vui lòng xem tại phần mô tả.